Cô ba mắc gãi nè cô ba. Em ấy mắc chị hai gãi cho nó nè cô ba ơi. Em ấy 13 cái vú. Em ấy có 13 cái vú cưng quá. 13 là tượng trưng cho 4 là trụ trời. 5 là tượng trưng cho ngũ hành. Tượng trưng cho A Di Đà Phật. Giỏi quá. Cảm ơn ông trời đem mọi về cho mọi liền mọi chị nha. Giận đó nhà với dì bảy mà nó ngoan rồi cô ba. Ở nhà dì bảy nó nằm vậy đó. Ngoan không? Ở nhà với dì bảy. Ngủ vậy đó. Thầy nói ta đi chợ nha, ở nhà với bà bảy nha. Ở nhà với bà bảy đó. Vô vậy hả? Phải? Vô nằm vậy hả? Vô đây ngủ nè.